Xin chào cả nhà, xin chào mọi người. Có ai nói chuyện với bé Tiên không? Bé Tiên đang ở nhà một mình đây này. Xin chào, có ai nói chuyện với mình không? Có ai nói chuyện với mình không? Và chào mình đi. Xin chào cả nhà. Hi hi. Xin chào Nguyễn Đăng Minh. Hôm nay bé Tiên ở nhà không, 4 giờ mới bắt đầu đi có việc. Xin chào yêu đơn phương. Tim thầy Tuấn xin chào bang chủ cái bang có. Mặc dù bạn nói tên bạn đi. Xin chào mọi người. Xin chào Phan Lê Thủy Tiên. Ừ, chúng mình cùng họ luôn. Tập đoàn Phan Thị Thủy Tiên. Ừ. Anh Mạnh, em vừa nãy em định đi mua quần áo nhưng mà chiều em lại có một lịch quay quảng cáo, à đi xem ekip quảng cáo. Thế là bây giờ em lại thôi ở nhà. Xin chào mọi người. Bình à, ừ xin chào Bình nha. Bàn thờ vắng. Trời ơi, thích kinh. Mình ở Hà Nội nè. Xin chào mọi người. Em có rủ được người đi cùng nhưng bởi vì là tí nữa em phải đi bận công chuyện. Thế nên là để bữa sau thứ bảy chủ nhật chúng mình đi nha. Xin chào mọi người vào nói chuyện với Tiên đi. Giữa trưa bây giờ là 2 rưỡi, chúng mình nói chuyện nửa tiếng, sau đó mình bắt đầu làm tóc, xinh xắn, thay đồ các thứ đi chơi. Xin chào Mai Mai. Ok anh Mạnh nha. Trời đất ơi. Xin chào Đạt Tiến Lã có nhớ em. Có nhớ em nè. Xin chào Ti Chiến nha. Xin chào Hiếu. Cảm ơn Hiếu đã khen Tiên. À hi hi, cứ khen Tiên đi. Xin chào mọi người. Xin chào Võ Minh Vũ. Cảm ơn Võ Minh Vũ nha. Xin chào. Xin chào mọi người. Mọi người đang làm gì đấy? Có ai rảnh như mình không? Chỉ ở nhà xong rồi chờ tí nữa mới mới bắt đầu đi. À khen mãi à. Thôi cứ khen khen luôn nè. Ngày nào cũng được, nghe khen là thích hết. Xin chào mọi người, xin chào Sói Hiền. Chào chồng, chồng đang làm gì đó? Khi nào thì về, cuối năm có về không? Nếu mà về thì nhớ mua cho mình ít mỹ phẩm nha. Xin chào Minh Phạm. Trời ơi, cái gì mà người của công chúng. Nhưng mà vừa mới xem, nhưng mà không biết bao giờ mới ra xả gì chết, thật sự luôn. Dễ thương lắm luôn ý mọi người ơi. Xin chào mọi người, xin chào Võ Minh Vũ nha. Mẹ Tiên đang ở nhà nè. Mẹ Tiên đang ở nhà không làm gì hết, tí nữa mới lên Hà Nội một chút. Lên có thì nó đi ra Vincom có một xíu công việc. Xin chào Huy Nguyễn nha. Xin chào anh Trần. Mình sẽ chào hết tất cả mọi người. Chắc tháng 3 chồng về thế hả? Thế về đi. Về đi còn 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 đi tụ tập đi nhậu chứ nhỉ? Bao nhiêu năm rồi chúng mình xa cách nhau. Xin chào Nguyễn Trung. Xin chào bà nội hả. Xin chào em dễ thương. Em cảm ơn. Xin chào mọi người. Mọi người chào em nhiều thế. Chào Tuyên tinh tướng. Em sẽ làm Tiên tiền tỷ. Tiên tí tởn. Và bây giờ em đang có nghệ danh là Tiên tí tởn. Mà thật ra Tiên tí tởn thì xưa nay ai cũng biết rồi ấy. Nhưng cái mọi người thì ở trên Hà Nội thì không biết nhiều thôi, chứ ở khu vực em và ở trường cấp 3 thì hầu như ai cũng biết là mình có biệt danh Tiên tí tởn từ ngày xưa rồi. Thì bây giờ khi mà mình bắt đầu tham gia đóng hài ấy, thì là bây giờ mình có nghệ danh là Tiên tí tởn. Nhưng mà thấy tí tởn thì nó cứ trẻ con thế nào ấy. Đang nghĩ xem là tiên gì. Tiên có Tuấn tiền tỷ rồi nha. Thì có tiên tí tởn, có tiên tiên tung tăng, tiên tong tẩy. Xin chào Hoàng Phương, xin chào Kiều Thúy. Tiên tiền tỷ.
Tiên tưng tửng. Chị thương quá à. Trời, tiên tù tội. Trời đất ơi, nếu mà tù tội thì làm sao mà nghệ danh nữa, chẳng hay gì cả. Đề nghị bạn Tuấn Văn làm lại đi. Tiên gì nó dễ thương mà. Ủa, tiên tàn tật. Ôi đùa mị hả. Trời ơi. Xin chào mọi người. Không có tiên, tiên tù tội mới tàn tật cái gì nhá. Tiên gì nó phải dễ thương mộng mơ, khiến cho khán giả chỉ cần nghe thôi đã thấy dễ thương, dễ mến, dễ nhớ, đáng yêu rồi. Ok. Xin chào mọi người. Ok à. So sweet, beautiful. Girl, your beautiful face look nice. Your beautiful eyes, your beautiful lips, your beautiful hair, your beautiful smile. I like you too, baby. Thank you. Tiên tattoo của Thế Vũ không được đâu, phải tiên tiên gì dễ thương mà. Xem nghĩ là tiên tiên tung tẩy à? Trời đất ơi. À ừ, Trần Minh Khuê, xin chào Trần Minh Khuê, em chào. À, chị Trần Minh Khuê tiên tình tứ. Trời ơi. Trời ơi, tiên ti to không đụng hàng ai luôn đó hả? Ok, được đấy. Cảm ơn Nguyễn Trung, tiên ti to. Tiên láu cá không, nghệ danh làm sao mà tiên láu cá được. Tiên tí to thì mọi người cũng có gọi rồi, có gọi rồi đấy. Ở trong ekip bình thường là anh đạo diễn ấy, anh với lớp lúc nào cũng hay gọi như thế. Mọi người đặt cái nghệ danh khác là dễ thương hơn đi. Xin chào Nguyễn Ngọc Tuấn, xin chào. Ôi trời đất ơi, tiên tí teo, mình không có teo nha, mình nở nha, mình nở cực kỳ nha. Xin chào mọi người. Trời ơi, tiên đê tiện, tiên không có đê tiện, tiên là tiên dễ thương nha, không có đê tiện nha, không được đâu. Nghĩa Hương, xin chào gì. Tiên tung tăng, ok, tiên tung tăng được, nhưng mà bây giờ thật ra cái tên nghệ danh là tiên tí tởn cũng cũng hay, mà chỉ không biết là nghe nó có hơi kiểu bị trẻ con quá, trẻ trâu quá. Xin chào Trần Đức, tiên Âu Cơ kỳ vậy, tên thì tên kỳ quá à. Mình đặt nghệ danh nào dễ thương xíu đi. Xin chào mọi người, mình sẽ nói chuyện với mọi người nửa tiếng nha. Mọi người có câu hỏi gì không? Ôi thật sự là bây giờ đang rất là mong, không biết bao giờ thì các tiểu phẩm của mình sẽ được đăng lên sóng để còn chia sẻ cho mọi người cùng xem, để mọi người cùng cùng vào bình luận xem mà thấy tiên diễn xuất đã được chưa. Tiên dê, trời ơi, xin chào Ngọc Mino. Trời đất ơi, tiên dê, mình cũng hơi dê dê một tí. Được rồi. Xin chào anh Bùi Minh Đức. Xin chào mọi người. Tiên tăng động. Cái tên này cũng có rồi. Bình thường á hả, mọi người trong nhóm hay trêu là tiên quạt trần. Mình khùng quá mà, mình nghịch khỏe lắm, mình nghịch khỏe lắm, chỉ ở trên này mình phải tém tém lại cho nó sang đi đó. Xin chào mọi người. Xin chào Nguyễn Ngọc, chị 21 tuổi bé ơi. Xin chào mọi người. Đấy. Mình chào nó nãy giờ, chả ai chào lại mình cả. Đây, mắt mình vừa trang điểm xong một tí 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 xinh gái phết, nhưng mà mình chưa đeo lên, tí nữa mình đeo lên vào thì mắt mình sẽ to đùng đoàng luôn. Xíu nữa đeo lên để còn đi đi công việc. Hy vọng là tí nữa thì mình có đi nhận một cái phim ngắn. Thật sự là thích đóng phim ngắn lắm luôn ý, bởi vì là phim ngắn thì bộc lộ được nội tâm nhiều hơn, rồi thì nó sẽ có mạch hơn. Còn trong hài thì xả stress thì nó sẽ dễ thương. Và tí tởn cũng mang giá trị nhân văn, nhưng mà chung quy là mình cũng thích tất cả luôn. Nhưng mà hy vọng là xíu nữa mình sẽ được nhận trong một bộ phim ngắn. Mình vừa đọc qua kịch bản thì thấy rất là hay. Trời đất ơi. Xin chào mọi người, xin chào Nguyễn Dũng. Chị còn trẻ quá, trời chắc bạn hơn tuổi mình ha. Xin lỗi nha.
Yêu tiên rồi hả? Yêu tiên thì cứ tiếp tục yêu nào, để mình like nè, like nè đó. Không biết kênh nào. Trên phim ngắn thì em không biết. Phim ngắn thì bao giờ ra thì em mới mới có thể chia sẻ cho mọi người được. Còn trên xả xí chết ý ạ, thì mọi người có thể xem từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc 8 giờ trên kênh VTV3, 8 giờ sáng hàng ngày nha. Mọi người hãy săn đón từ bây giờ. Mọi người săn đón tiên từ bây giờ đi, giờ em vẫn hồi hộp lắm, mặc dù mình xem được cái của mình diễn rồi, mình được xem trước rồi, nhưng mà mình còn phải đợi xem là nhà đài biên tập ấy, họ còn biên tập để lên sóng khi nào, mà trời ơi mình không biết bao giờ mình mới được lên sóng quá, mình hồi hộp quá. Ngày nào mình có mấy tiểu phẩm mà mình xem đi xem lại, khiếp, trời ơi kỳ quá, thấy mình sống một luôn á. Xin chào, xin cảm ơn bạn Yến Hoàng, không biết là bạn hay là chị. Xin chào Nguyễn Ngọc Tuấn, bắn tim cho tiên đi. Thả tim nè, ừ đúng rồi, thả tim đi, từ nãy giờ chẳng thấy tim, tiếc gì hết. Đấy, có tim rồi. Trời ơi, áo tiên mặc đẹp quá hả? Trời ơi, em mặc đồ ngủ đó, đồ ngủ ở nhà một rừng hoa luôn. Em ở nhà là em nguyên một rừng hoa, rừng cây cối luôn, mà nhà em toàn hoa à. Mọi người có xem thử phòng của em không? Phòng của em hiện nay hơi bừa một tí nhưng mà nhiều hoa lắm. Cho mọi người xem phòng của em nhá. Này, đây là giường của em. Đấy, hoa đây này, hoa đây này. Đấy, hoa đây nữa này, tivi này, rèm này. Đấy, đây là nhà của mình đang ở nhà. Nhà của mình thì nhiều hoa, cây cối ở dưới sân rộng á, nhiều hoa lắm. Nhiều hoa, mình thích trồng hoa, thích thứ hoa giả cũng đầy nhà luôn. Ngày xưa cả một tường rào hoa nhưng mà giặt nhiều quá, bây giờ nó không đẹp bằng lúc đầu nên là tháo ra rồi. Đấy. Đấy, xin chào mọi người. Mọi người thả tim cho mình nha. Xin chào. Vừa nãy có bạn nào nhỉ? Bạn Trần Nhật Linh vừa thả tim cho Tiên. Cảm ơn Linh nha. Đấy. Bây giờ mình đang ở nhà, tí nữa mình mới đi lên. Đi 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 ra ngoài nói chuyện với mọi người một tí. Tiên gửi cho dì xem, cháu cháu phải gửi thôi, để tí nữa cháu đi công việc về thì cháu gửi cho mọi người, thì không được, cháu chỉ mở bằng điện thoại của cháu cho xem thôi. Xinh ngất trời xinh rồi, cảm ơn anh Đinh Hoàng Gia, em cảm ơn nha. Sáng nay dì gửi, sáng nay chú Nghĩa đang thích xem. Trời ơi, ngày hôm nay cháu ngồi nguyên một ngày từ sáng đến tối chỉ để xem cháu diễn như thế nào, và cháu ngồi cười khúc khích, cháu bảo trời ơi sao mình xuất thần vậy. Nói không phải là mình tự khen mình nhưng mà thật sự là một diễn viên tay ngang luôn, nhưng mà kiểu lúc đầu mình hay ngại lắm, tính mình hay ngại lắm, mà bây giờ trời đất ơi xông pha ra trận luôn, khùng nhất thiên hạ luôn. Tiên hoa hồng thì cũng được, tiên hoa hồng, nghệ danh là tiên hoa hồng. Nhưng mà thường thường ấy, mấy cái nghệ danh hoa hồng ấy toàn là sexy nhưng mà hơi yểu. Hơi yểu bạn ạ. Tiên tùm tìm trời ơi, tiên tùm tìm. Nguyễn Tiến Dũng, xin chào Nguyễn Tiến Dũng. Xin chào Lê Nhật Hào. Xin chào Trần Nhật Linh. Ai mà hiền quá nhỉ. Tiên nè, dễ thương lắm nè, tiên dễ thương nhất thế giới nè. Đang mặc một một cành hoa sim tím. Một thế giới toàn hoa luôn. Đấy. Xin chào Ánh Bin, cảm ơn Ánh Bin nhiều. Xin chào Kim Huỳnh, mọi người ơi thả tim nữa đi, mặc dù bây giờ tim cũng nhiều nhưng mà thả nữa đi. Trời ơi, thả tim mà liệt bàn phím luôn. Xin chào Kiều Thúy. Xin chào Đốc Con. Tại sao là tiên tòm tem? Trời ơi, tiên tòm tem đâu có được. Mình dễ thương, dễ mến mà không có tiên tòm tem đâu nha. Không biết Trần Nhật Linh xem bao nhiêu để mình còn xưng hô cho nó phải, không không nhỡ bằng tuổi hay hơn tuổi cứ xưng chị.
Có sinh hoạt nè, hôm nay thứ mấy đi nhỉ? Hôm nay nếu mà không bận, ngày 22, 23 mình đi quay thì nếu mà không bận thì mình sẽ đi sinh hoạt như bình thường. Có mấy tuần rồi không đi sinh hoạt ý, bởi vì cứ bận quá ấy. Đấy, nhớ mọi người quá. Phải đi sinh hoạt, dạo này bận chẳng chẳng liên lạc được với ai. Nhiều khi bận quá cái đứa bạn thân ấy, cái Ly ấy, trả lời không chịu trả lời nó. Rồi nhiều khi phải mấy tiếng sau mới trả lời, nó giận. Ôi. À thế Trần Nhật Linh ơi, thế thì thế thì phải xưng hô lại rồi. À, thế thì phải xưng hô lại rồi. Đấy. Dạo này thấy Linh có nhiều show show chậu quá. Mà thật sự là nhìn thấy mặt Linh cực kỳ kiểu kiểu fashion luôn á. Mà lại còn cao nữa. Thế nên là kiểu rất có cơ hội. Bây giờ nếu mà theo Tiên thì Linh nên nam tiến. Mình cũng có một vài lời mời bảo mình nam tiến, nhưng mà bây giờ mình vẫn đang nghiệp dư lắm, với cả mình còn chưa biết mình có giỏi hay không, mình phải đang cố gắng tiếp tục để rèn luyện thêm thêm nhiều kinh nghiệm nữa thì sau đó mình mới tự tin hơn, mặc dù bây giờ cũng tự tin rồi đó, mặc dù hôm đầu tiên lúc đi quay là cũng ngại đó, nhưng mà bây giờ tự tin rồi đó. Đấy thì sẽ nam tiến. Xin chào mọi người. Sao à, tại sao không quá thả tim cho Mị, không thả tim cho Mị là Mị tắt tắt livestream bây giờ đây này. Thế thì tuần này chúng mình đi nha. Tuần này nếu mà thứ năm mà rảnh thì chúng mình cũng đi sinh hoạt đi, bởi vì sinh hoạt học được nhiều cái hay mà. Ok, tin người like nè, bởi vì đi sinh hoạt ấy thì mình có thể học được diễn xuất, mình học được những cái kỹ năng, rồi mình giao lưu với mọi người hơn, bởi vì mình cũng không thích. Đấy, nói chung là đi sinh hoạt rất tốt. Với mọi người cũng dễ thương mà. Đấy, thế nên là bao giờ, không biết bao giờ thì mình mới nam tiến được đây. Nam tiến cho các chị em ngoài Hà Nội. Xin chào mọi người, tại sao bây giờ không có một ai nói gì nữa à? Hay là Mị nói chuyện chán quá, không có ai quan tâm tới Mị. Chị Hương Công đang xem của em, nhưng tại sao chị Hương không nói một câu gì? Chị Hương xem em mà chị Hương không nói một câu gì, em tủi thân quá rồi đấy. Chắc là 15 phút rồi. Hi hi, mọi người ơi, đâu rồi? Sao không thấy ai nữa? À, tại em hài quá đi mất. Em chào chị Kít Kít. À, em hài mà. Em thích hài, thích cười mà thích vui vẻ. Em là người kiểu vui vẻ và lúc nào cũng thích chọc cho mọi người cười, hoặc là cười vui là được rồi. Em lúc nào cũng cười không? Mặt em chỉ thấy tươi thôi, chưa bao giờ thấy kiểu buồn, chỉ cần một tích tắc cũng chưa bao giờ thấy, thật sự luôn ấy. Thế mới bảo nhiều khi mọi người cứ hay trêu là tiên quạt trần mà. Xin chào chim bé, cảm ơn chim bé. Đấy, buồn làm gì bây giờ. Em á hả, em đang ở ngoài bây giờ á, em đang ở nhà bố mẹ này, đang ở trong phòng của em, đang ở về về nhà với bố mẹ. Em mới về ngày hôm qua thì tí nữa em lại lên đây. Nhà em đang ở nhà nè. Gì ta, mình đang nói gì tự dưng mình quên. Đấy, cuộc sống lúc nào cũng phải vui vẻ thì mới những điều may mắn mới đến với mình. Còn tất cả những bạn nào mà lúc nào cũng kiểu tại sao may mắn không đến với mình, tại sao cuộc đời mình nó cứ nhiều những cái ủ dột, thì hay là lúc nào cũng tự hỏi mình tại sao ấy, thì nó sẽ không có may mắn đến với mình được đâu. Thật sự luôn, nhiều lúc tối hôm qua chẳng hạn, cứ 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 muốn đăng Facebook ấy, đăng status ấy, bảo là trời ơi làm sao mình làm gì mà mình may mắn thế. Thật sự luôn, nhưng mà nhỡ lại kiểu hớ hay lại thôi không đăng nữa. Kiểu nhỡ nói ra xong lại mất may mắn. Hớ thì chết lại thôi. Đấy chứ ví dụ đi lễ, đi chùa hay đi xin gì á, em
thường chỉ xin bình an cho tất cả mọi người, cả thế giới luôn, cả đất nước Việt Nam, cả tất cả mọi người, gia đình anh em tất cả mọi người luôn, bạn bè, và xin bình an với cả xin may mắn thôi. Đấy, bình an là may mắn, may mắn là quan trọng nhất rồi, không có cái gì quan trọng bằng nữa. Nên cuộc đời em cũng may mắn lắm. Thế nên mọi người phải cười nhiều vào, phải tích cực lên. Có thế nào thì mình cũng vẫn tích cực lên, mặc dù trời có sập đến chân ngày mai thì ok, fine mà. Xin chào mọi người, anh em có thấy chị xinh không? Không thấy ai trả lời luôn. Ơi, thì khùng quá mà. Đấy, hôm qua vừa chia sẻ cho mọi người bí quyết để cho da đẹp thì hôm nay mọc nguyên một cái mụn. A à, hi hi. Mọc nguyên một cái mụn vào mặt. Nhưng mà may quá nó không sưng, chỉ trong vòng ngày mai là nó sẽ hết. Em á hả? Trời ơi, em còn lâu em mới lấy chồng. Trời ơi, còn lâu mới lấy chồng. Bây giờ em còn đang cố gắng sự nghiệp thật là huy hoàng các kiểu các thứ, bởi vì em là người cực kỳ độc lập luôn, thật sự luôn là người sống độc lập và cũng bản lĩnh. À, trời sập cũng cười, trời sập cũng cười chứ. Bây giờ nói chung là thứ nhất là không có cái vấn đề gì làm cho mình giận được đấy, và mình không bao giờ quan tâm tới những chuyện không phải của mình, và mình luôn luôn cười và tích cực thì mọi điều may mắn sẽ đến với mình thôi. Cưới như mình nè. Hoặc là bình thường ấy, mình mà rảnh quá mình không có việc gì làm ấy, thi thoảng mình rảnh, bình thường nếu mà rảnh như thế này nhá thì mình sẽ xem thêm những cái kinh nghiệm diễn xuất của các anh chị đi trước, của các tiền bối đi trước, hoặc là mình sẽ đọc sách, bởi vì mình rất thích nghiên cứu sách về phong thủy, về tướng số, về kinh dịch, là mình rất thích những cái đó. Hoặc là mình xem hài. Mình thường mở Châu Tinh Trì ra rồi xem rồi cười mình ngày nào thế. Vâng ạ, à, em cảm ơn chị Kít Kít. À, bây giờ mình vẫn còn trẻ, tương lai còn dài. Chúc em may mắn và thành công trên con đường tiên đã chọn. Em cảm ơn chị nhiều. Hi hi. Em cũng hy vọng là em sẽ may mắn. Mà thật sự ý mọi người ơi, thật sự mà muốn chia sẻ thêm một cái điều này với mọi người là mọi người muốn may mắn ý. Cái đợt này em thấy may mắn của em nó phải gọi là bình thường em đã may mắn rồi nhá. Bình thường đã may mắn rồi, nhưng mà lần này may mắn của em nó phải gọi là nhân 3 nhân 4 luôn. Nhân 3 nhân 4 luôn. Thì em tự thấy luôn mọi người ạ. Em tự thấy là cái may mắn này của em nó tới từ sau khi em đi Côn Đảo. Mọi người nhá, thế nên thật thật sự luôn, mình đi Côn Đảo cái ngày mà mồng mồng 1 ấy, mà mình đi Côn Đảo mình đi lễ lễ chị Võ Thị Sáu và mình đi lễ các anh nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, thì sau khi đó về trời đất ơi mình may mắn mình được lộc dã man luôn mọi người ạ. Đấy, thật sự là rất là thiêng. Mà mình đến đấy mình chỉ có mỗi một tâm nguyện là mình đến để mình biết ơn và mình cảm ơn thôi, chứ mình cũng không có gì cả. Nhưng mà ví dụ mà trên, ví dụ trong bất cả bất kỳ những cái project nào chẳng hạn, hoặc là những cái job nào chẳng hạn, hoặc những cái gì mà mình cảm thấy là ok mình nắm bắt được này, thì mình tự động lúc ấy trong đầu mình sẽ vào, mình sẽ nhầm nhầm mình sẽ vào xin chị Sáu giúp đỡ các thứ. Trời đất ơi, toàn trúng luôn, trúng liền. Trứng liền luôn á mọi người ạ. Đấy, chia sẻ cho mọi người để mọi người biết thôi. Ví dụ mà ai có muốn may mắn hay gì gì thì có thể đi lễ ở chị Sáu. Nhưng mà mình đi lễ là mình với cái tâm mình là chân thành nha, không phải là mình đến lễ để mình cầu, để mình cầu được. Nếu mà lễ mà mình mang cái tâm mà mưu cầu á thì là mình sẽ không không có nhận được đâu nha, thật sự luôn. Pin bóng bẩy mỗi người một hoàn cảnh, lên nên nụ cười của mỗi người là khác nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mà cái việc bạn chọn cười hay việc bạn chọn khóc là việc bản thân bạn chọn, đúng không? Là việc bản thân mình chọn mà. Thế nên là mình thật sự là ví dụ mình cũng đọc nhiều sách vở ấy, hay là cả khoa học cũng có chứng minh rồi. Khoa học cũng có chứng minh là ngay cả sự vật
người ta còn ngay cả nhầm nhầm tiến sĩ này sự vật lại người ta ngay cả đồ vật và sự vật khi mà được yêu thương cũng khác nha, cũng đẹp hơn nha, và cũng cũng may mắn hơn, hoàn chỉnh hơn nha. Còn con người, ví dụ bây giờ tiên thử nói chia sẻ với mọi người một xíu thôi, ví dụ trong những ai đang xem cái livestream này chẳng hạn này, ví dụ trong khoa học đã chứng minh rồi chứ tiên không nói về tâm linh nha. Bây giờ có hai bát cơm, hai bát cơm là cùng hai bát cơm đã chín rồi, thì sau đó thì mình một bát cơm thì mình sẽ mình một bát cơm thì mình sẽ mắng chửi nó, mình sẽ nói nó thậm tệ, mình sẽ nói là tại sao mày như thế nào này, tại sao mày như thế nọ, tao ghét mày, tao không muốn ăn mày, tao cảm thấy là mày là xấu xí xấu xa, tại sao tao phải ăn cơm, rồi mình lăng mạ mình chửi nó. Thì đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là một bát cơm mà mình yêu thương nó, mình bảo là cảm ơn bát cơm, cảm ơn gạo mà đã cho mình nguồn sống, rồi thì cảm ơn đã cho mình ăn ngon, cảm ơn mình tận hưởng, rồi mình cảm ơn mình khen nó xinh đẹp chẳng hạn. Đấy là những gì mình kể, không phải là kể láo nha, là kể khoa học có thật, mọi người có thể đọc ở trên mạng nha. Mình đọc trực tiếp trên sách đó. Thì sau đó mọi người biết không, cái hai cái bát cơm đó mọi người có nghĩa mọi người mắng, một cái là mắng và chửi nguyên một tuần, một một cái là một cái là cảm ơn và khen nó nguyên một tuần. Thì sau đó một tuần nhá mọi người, sau đó một tuần thì cái cốc cái bát ý, cái bát cơm ý mà cái bát cơm ý mà bị nghe chửi ý, nó mọc ra những cái nấm mốc màu đen cực kỳ xấu xí và rất hôi nha. Còn cái bát cơm ý mà nó được nghe cảm ơn, nghe mình cảm ơn, nghe mình khen nó, thì sau một tuần nó mọc ra những cái nấm mốc, vẫn là nấm mốc nhá, bởi vì nó vẫn sẽ phải hỏng như bình thường thôi, nhưng mà nó lại mọc ra những cái nấm mốc màu trắng và không có mùi, không có mùi nha, màu trắng không có mùi, có nghĩa là hai sự vật để cho mình tự thấy, hai sự vật để cho mình tự thấy là cùng bát cơm, cùng nấu giống nhau, mà khi mà nó chỉ là đồ vật thôi, mà khi được được nhận một lời mắng chửi hoặc một lời khen nó đã khác nhau rồi. Đấy là cái thứ nhất nha. Hải Đăng Nguyễn cảm ơn nhà phát hành nồi cơm đã để mình nấu nồi cơm quên không bật nút. Trời ơi. Tiếp theo nha. Mọi người có đang nghe không? Tiếp theo nha. Tiếp theo là hai cốc nước mọi người ạ, hai cốc nước thì chỉ là nước đơn giản bình thường thôi nha. Thì hai cốc nước cùng trong một ngày, một cốc thì mình mắng chửi nó cũng làm như vậy, và một cốc thì mình khen nó cũng làm như vậy luôn. Thì sau đó một tuần cũng một tuần và ngày nào cũng chửi nha mọi người, ngày nào cũng chửi và ngày nào cũng khen nha. Thì sau đó một tuần mọi người biết không, các nhà khoa học đã soi kính hiển vi vào vào trong cái cốc nước mà bị chửi ấy, nó cực kỳ xấu, những cái tinh thể nước của nó, cấu trúc hình nước của nó cực kỳ xấu luôn, nó lằng nhằng và nó rất xấu. Còn một cái cốc mà được khen ngợi thì cấu trúc tinh thể của nó giống như là cái bông tuyết, nó đẹp giống như một cái bông tuyết vậy. Bông tuyết mà mọi người xem khi mà tuyết rơi, hay là trong phim ấy, nó thường có các bông tuyết mà có các cánh cánh như bông hoa ấy. Đấy, thế là chứng minh cho mọi người thấy. Còn nhiều những cái chứng minh hay lắm, ví dụ như lần sau thì mình có thể kể cho mọi người. Đấy là sự thực và đấy là khoa học đã chứng minh nhá, không phải là mấy cái mê tín gì đâu. Thế nên người ta mới bảo tại sao con người khi mà cái tâm mình xấu và cái đầu óc và những cái suy suy ý niệm của mình xấu, không tốt hoặc là tiêu cực thì tự động mình phát bệnh, mình có bệnh trong người. Bởi vì giống như nước thôi, khi mà được bị chửi nhiều thì nó sẽ ra những cái tinh thể xấu, đúng không? Nó sẽ ra những cái xấu, nó sẽ đọng lại trong chính bản thân con người mình. Nhưng khi mình đẹp, mình tốt, khi mà mình luôn luôn tích cực, mình sẽ không mình xin lỗi nha, mình sẽ không thể tự khen được mình đẹp, mình tốt, nhưng mà khi mà mình luôn mang trong mình năng năng lượng tích cực và mình luôn luôn không muốn luôn 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 muốn mang đến những điều tốt lành cho những người khác, thì tự động lúc đấy con người, khuôn mặt của bạn sẽ cảm thấy là hài hòa, sẽ cảm thấy là dễ nhìn, sẽ cảm thấy là dễ thương, sẽ cảm thấy giống như là tại sao mà mọi người cứ nghe cái câu nói là
là cái gì nhỉ? Mọi người trên mạng cứ suốt ngày mọi người nói cái câu gì nhỉ? À, tâm sinh tướng. Đúng rồi, tâm sinh tướng là vì sao? Là vì chính vì có những cái, nhưng mà mọi người chỉ nói được tâm sinh tướng mà mọi người không nói được ví dụ tại sao là tâm sinh tướng, nó lại có ý nghĩa như thế nào và nó vận vào bản thân mình như thế nào. Đấy. Mọi người hiểu chưa? Tâm sinh tướng, mọi người tâm tốt, mọi người năng lượng tích cực thì mọi người sẽ có những cái may mắn và mọi người sẽ tốt, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào nữa nha. Đấy, da dẻ hồng hào, dễ thương, nói chuyện thì mọi người đều bắt vào, đều nghe, cảm thấy ok, cảm thấy lọt tai này. Đi đâu mọi người cũng quý này. Còn đâu mà một con người mà chỉ cần có những người mà mình chỉ cần nhìn vào mình cảm thấy dễ thương liền à. Còn có những cái người mà kiểu mình không có quen gì hết mà mình nhìn qua mình đã thấy trời ơi kỳ, sao người này trông sợ thế, người này trông sợ thế, hoặc là trời ơi sao người này cảm giác không thân thiện thế, hoặc là đấy. Mặc dù thì trong này thì mình có thể, trong livestream của mình, trên Facebook của mình có thể mình rất dễ thương, mình cũng không được khen mình dễ thương, nhưng mà thôi mình cứ khen vậy đi. Mình có thể là mình rất là hòa đồng và thân thiện với mọi người, nhưng mà ở bên ngoài ấy, thì mình ấy, mình này, Tiên này này, là hơi khép kín một tí. Nếu mà những cái người nào mà mình không biết là mình thường mình tránh, mình không nói chuyện, hoặc người nào mình không thích là mình tránh luôn, hoặc là người nào mà mình cảm thấy không ok là mình tránh luôn, hoặc mình cũng buổi đầu, buổi 1, buổi 2 là bình thường mình không thích giao lưu nhiều. Nhưng mà khi mà đã giao lưu được rồi, mà đã nói chuyện mà rất hợp với mình rồi ý, thì hầu như là mọi người đều quý lắm. Bởi vì mọi người thấy là mình nói chuyện là có lý, nói chuyện đúng. Trước tiên là phải đúng đã, phải có lý đã. Đấy, và mình nhận thức đúng thì ví dụ mọi người có thể chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm. Đấy, qua cái câu chuyện này thì chỉ muốn kể cho mọi người như thế thôi. Còn đâu, chúc mọi người là sẽ luôn được may mắn. Nếu mà ai mà có điều kiện thì hãy cố gắng bay vào Sài Gòn, sau đó bay vào Côn Đảo. Bay vào Côn Đảo, bởi vì là chỉ có tuyến bay vào Sài Gòn thì mới đi vào Côn Đảo thôi à. Bay vào Côn Đảo, sau đó thì tới lễ của chị Võ Thị Sáu nha, bởi vì thật sự rất là linh thiêng. Trời ơi, mình thề luôn, linh thiêng lắm luôn đó. Rất là linh thiêng và may mắn sẽ đến với mọi người. Nhưng mà may mắn gì thì may mắn cũng là do bản thân mình nha. Phải tự động cố gắng rồi tự lực rồi, chứ không có ai mà may mắn tìm đến với mình đâu nha. Đấy, còn bây giờ thì mình đi tìm may mắn của mình đây. Bây giờ mình sẽ đến và gặp ekip để xem mình có được được vào, được chọn đóng phim ngắn không. Mình hy vọng là mình cũng sẽ may mắn. Hy vọng là như vậy. À, xin cảm ơn mọi người. À, chúc mọi người đấy, thế là nói chuyện một lúc cũng nửa tiếng rồi. Chúc mọi người một buổi chiều mát mẻ. Đấy, công việc thuận lợi. Sau khi nói chuyện với mình thì hy vọng mọi người sẽ quý mình hơn. Đấy. Còn ví dụ mà mọi người hầu như là tất cả những cái quan điểm hay khía cạnh gì mà bất cứ mọi người có một cái câu hỏi gì, mọi người có thể hỏi mình đều có thể trả lời được cho mọi người, ok. Mình đều có thể, mình hứa luôn là mình đều có thể đưa ra câu trả lời cho mọi người mang nhiều mặt và mang nhiều sát cạnh ý nghĩa nhất. Mình rất thích trả lời luôn. Đấy, về bất kỳ vấn đề gì luôn. Nha, mọi người cứ hỏi mình sẽ giúp đỡ hết mình. Xin chào mọi người. Đúng rồi đó, Trần Nhật Linh ơi. Trần Nhật Linh, bây giờ Linh có qua đấy không? Bỉ Ngạn ấy, cái phim Bỉ Ngạn ấy. À, phim Bỉ Ngạn ấy thì thấy các anh chị cũng quý mình ấy, cũng ưu tiên cho mình ấy, mà không biết là mình có được không. Đúng rồi, Linh có đi không? Đúng rồi Linh. Đấy, thì bởi vì là Tiên vừa mới được nhận là kịch bản chính rồi, nhưng mà vẫn phải qua, có nghĩa là Tiên là cũng được ưu tiên, là cũng được chị hỗ trợ, là chị gửi cho Tiên kịch bản chính rồi, kịch bản dài ấy, chứ không phải kịch bản ngắn đâu. Đấy, thì vừa ngồi đọc mấy ngồi thoại rồi cả chiều rồi. Thì bây giờ ok, thì tí nữa chúng mình gặp nhau nè. Đấy, thì tí nữa tới hy vọng là sẽ mấy chị em gặp nhau casting thôi, có gì đâu. Đúng rồi, phim đấy tên là, mọi người ghi là Hối Hận nhưng mà tên là phim Bỉ Ngạn đó, phim Bỉ Ngạn đó. Hy vọng là sẽ được thôi. Thôi bây giờ chúc cả hai chúng ta, ví dụ không được nhận vai này thì được nhận vai khác, đúng không?
Ok nha, tí nữa gặp Linh nha. Mấy giờ thì Linh tới? Linh đã tới chưa? Bây giờ Tiên chỉ qua được có một Tiên chỉ qua được có một xíu, bởi vì sau đó là đáng ra là Tiên không qua được, nhưng mà Tiên lại qua được có một xíu, để đáng ra là mình vừa đi quay xong rồi mình về đây, mình về nhà để mình, bởi vì mình có một cái cuộc cuộc gặp gấp. Thế là mình về nhà, sau đó mình tút táp lại, trang điểm lại, rồi bây giờ mình sẽ lên đường rồi mình đi sang bên đó. Em cũng thế, tự ti, trời ơi cuộc đời này việc gì phải tự ti. Linh ơi không ở, ủa sao sao Linh tự ti, rõ ràng đi diễn ở câu lạc bộ, Linh thậm chí còn còn mạnh dạn hơn mình mà, trời đất ơi. Không có gì hết, quẩy hết sức đi, cố cố lên. Ok thế thì Linh qua trước đi, tớ thì sẽ phải qua sau, qua qua muộn muộn một tí, bởi vì tớ phải đi có việc trước, đi 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 có việc trước, sau đó mới mới qua qua bên đó được nha. Cố gắng lên, chúc Linh may mắn nha. Ok vậy thôi. Xin chào mọi người, mong là không làm mất thời gian của mọi người, mong là mọi người sẽ yêu quý mình. Xin chào mọi người nha. Tại sao, tại sao Mị chào các chế mà các chế không một ai chào Mị một nửa câu nào hết. Ok Linh, hôm nào dẫn đi xem. Ok hôm nào về sang nhà tao, tao gửi cho mà xem. Được xem trước rồi mà chưa đăng lên, chưa lên sóng, thành ra là tao có được đăng đầu. Ok vậy thì tí nữa mình gặp nhau cũng được, ví dụ mà à ví nữa à trời ơi, mình cứ nói nhanh quá à. Ví dụ xíu nữa mà mình có duyên thì mình gặp nhau, rồi thì xem casting như thế nào. Trời ơi, có quan hệ vẫn hơn, quen biết vẫn hơn mà, đúng không? Chào mọi người nha, bye bye.